Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Công viên Khủng long. Để ủng hộ mình làm tiếp, các bạn đừng quên bỏ lại một like, subscribe và nhấn vào cái chuông để nhận được thông báo mới nhất từ kênh của mình nha. Thì trong tập ngày hôm nay mình sẽ tiến hành hồi sinh hai cái loại hóa thạch dưới nước còn lại luôn nha các bạn. Đó, mình chỉ còn hai cái loại hóa thạch dưới nước cuối cùng thôi. Đó chính là hóa thạch của Ichthyosaurus và Silurian nha các bạn. Đó, Ichthyosaurus đây. Mình có 6 cái DNA của nó luôn nè. Mình sẽ bỏ vào mấy cái thùng cấy ngay liền. Đó, và đây là Silurian nha các bạn. Đây là những con cá vây tay nha. Đó, khá xịn luôn. Đó, ai lộn, lấy cái ba lô ra mới được. Cho hóa thạch của Silurian vào. Đó, khá xịn luôn. Cho một cái bình sữa vào nữa anh em ạ. Rồi, mỗi loại mình đều có 6 cái DNA luôn nè. Tiếp theo là Ichthyosaurus nha. Rồi, cho vào đây luôn nha các bạn. Ok. Đó, mình cho sữa vào cho nó đầy đủ cái đã. Đó, quá đủ rồi. Mình qua đây mình kiểm tra. Wow, cái thùng này nó đã có được 4 cái Dominican Amber rồi nè. Khá là xịn luôn. Rồi, mình sẽ cho thêm mấy cái cát vào luôn nha các bạn. Đó, để cho nó tiếp tục sàng lọc. Sàng lọc ra mấy cái Dominican Amber tiếp tục nha. Đó, cho cát vào và cho vào trong đây luôn nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành đi ra ngoài kia và xây cái chuồng cho bọn Ichthyosaurus cũng như là chuẩn bị cái chỗ cho bọn Silurian luôn nha các bạn. Chúng ta sẽ tiến hành đi bộ thôi. Đây, mình có thể tham quan được nè, cái chuồng của bọn khủng long ăn cỏ anh em ạ. Chắc sau này mình sẽ bỏ thêm mấy con Pteranodon vào trong đây luôn. Tại vì bọn nó cũng không có cắn nhau cho lắm. Rồi, chúng ta sẽ tiến hành đi bộ thôi. Rồi, có mấy cái quả bom nó rớt ra ngoài nè. Chúng ta sẽ lấy mấy cái quả bom này lại thôi. Khá là nhiều bom luôn anh em ơi. Bên đây nó còn có tí kinh nghiệm nè. Hồi nãy mình có giết con nhện anh em ạ. Đây, có mấy quả bom nó vẫn rớt ra nữa nè. Quá chừng luôn. Và bên đây có thêm hai quả nữa nè. Khá xịn luôn. Ok, đó, qua bên đây chúng ta có thể tham quan được bọn Lyopleurodon. Bọn này thì nó sinh sản cực kỳ nhiều luôn nè. Ăn cái miếng thịt cái đã. Lyopleurodon, bọn nó đang chơi đùa khá là vui anh em ơi. Rồi, bên đây thì mình có cái chuồng của cái bọn Henodus nè, cũng như là bọn Sturgeon và Alligatorga. Ngoài ra nó còn có thêm mấy con Nautilus, ốc anh vũ nữa anh em ạ. Mấy cái con ốc anh vũ mình đã gắn cái thẻ tên rồi nhưng mà nó vẫn biến mất. Trời ơi, khá là buồn đây. May nó vẫn để lại mấy cái túi trứng đó các bạn ạ. Mấy cái Nautilus spawn nè. Không là không biết hồi sinh bằng cách nào luôn đó. Rồi, khá xịn luôn. Trời ơi, quá hấp dẫn. Rồi, mình sẽ tiến hành đi lên trên đây thôi. Ở đây mình đã có mấy cái bảng tên này rồi các bạn ạ. Mình đã đổi thành cái tên Fury rồi nè. Đó, chúng ta có thể gắn vào Alligatorga nè. Đó, để cho nó không biến mất nha các bạn. Mấy con này khá là nguy hiểm đấy. Nếu mà không gắn bảng tên vào thì có thể tụi nó sẽ biến mất nha các bạn. Tại vì cái bọn này nó không có nở từ trứng nè. Hoặc là không có nở từ những cái túi cá. Nên cái khả năng biến mất nó rất là cao luôn. Bọn này nó cũng không ăn không uống gì cả. Nguy hiểm phải chịu nó luôn. Đó, mình sẽ gán cái bảng tên này vào bọn Nautilus hết. Hy vọng một xíu nữa bọn nó sẽ không biến mất nha các bạn. Đây, gán vào hết luôn. Nó đã thành cái tên Fury rồi đó. Ok, quá xịn luôn rồi. Rồi, ở đây thì mấy con Sturgeon cũng như là Alligatorga mình cũng sẽ tiến hành mình gán cho tụi nó luôn nha các bạn. Đây, Nautilus spawn nè. Nó có hai cái quả trứng của bọn Henodus luôn các bạn ơi. Nhặt liền. Rồi mình sẽ tiến hành cất vào trong rương nha. Mình đã chuẩn bị khá là nhiều bảng tên rồi. Chúng ta chỉ cần dùng bảng tên và cho nó vào cái anvil là có thể sử dụng được nha các bạn. Đó, đổi tên đây. Đó là chúng ta có thể sử dụng được rồi đó. Ok, thì đó là cách đổi tên để mà giữ cái bọn Nautilus, Alligatorga, Sturgeon cũng như một con nữa đó chính là Silurian, cái con mà cá vây tay mình sắp hồi sinh đó các bạn ạ. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành đi ra ngoài này để mà xây cái chuồng cho cái bọn Ichthyosaurus nha các bạn.
mình sẽ không để cái bọn Ichthyosaurus nó sống chung với lại Henodus nè, cũng như là ốc anh vũ, Sturgeon, Alligator Gar, cũng như là Silurken nha các bạn. Tại vì khi sống chung á, bọn nó có thể ăn thịt lẫn nhau đấy. Cái bọn Ichthyosaurus đấy rất là nguy hiểm luôn. Ok, nên chúng ta sẽ bắt buộc xây một cái chuồng riêng với cái diện tích là 40x40 nha các bạn. Để mình cất hai cái túi trứng này vô ra đây cái đã. Cất hai cái túi trứng của Nautilus vào. Rồi, đi ra ngồi lại thôi các bạn ơi. Và mình sẽ xây cái chuồng cao 5 ô nha. Đó, thêm một cái ô ở trên nữa để mà chắn lại, đó chính là ô thứ 6 nha. Rồi, chúng ta sẽ xuống 5 ô trước nè. Một cái chuồng cao 5 ô để mình đào ra cho nó lẹ luôn. Rồi. Ở đây chúng ta có mấy cây wan nè, rất là nhiều cây wan luôn. Và reinforced glass. Trời ơi, đã đủ rồi đó các bạn ơi. Ok. Mình sẽ tạo luôn một cái excavator, hai cái luôn đi cho nó đầy đủ cái đã. Rồi chúng ta sẽ đào xuống 5 ô trước nha. Đó, mình sẽ xây một cái chuồng 5 ô cái đã. 1, 2, 3, 4, 5 và một ô nữa là ô thứ 6 các bạn. Rồi chúng ta sẽ tiến hành kéo ra 39 ô nữa thôi. Cho nó đủ. Cho nó đủ 40 nha. Rồi trước mắt là ra 35 trước đi. Ra 35 ô thôi. Đó. Nó chưa tới nè, mình phải thêm 5 ô nữa nha các bạn. Đó, nó mới đủ 40. Ok, và cái mặt bên này thì mình cũng kéo ra 39 ô luôn nha. Đó. Kéo ra thôi anh em ơi. Thì sau đó mình sẽ tiến hành lắp một cái sàn để mà tạo cái phần đáy anh em ạ. Ok, trước tiên thì mình sẽ kéo ra 39 ô trước đi. Rồi, tiến hành kéo ra 39 ô. Phải nắn nót anh em ơi. Hơi lâu một xíu. Wow, ở đây nó có một cái con sông, nó chảy ngang qua cái hồ của mình luôn. Thì chắc tí mình sẽ lắp lại thôi. Mình lắp cái phần đáy thôi, chứ không lắp luôn cái con sông đâu, nó mệt lắm. Rồi, và 39 ô. Mình sẽ làm nhanh luôn nha các bạn ơi.
Sau khi đã lắp một cái sàn ở dưới rồi, mình có lắp thêm một cái sàn ở trên nữa anh em ạ. Để mà mình tiến hành đổ nước ra đó, chúng ta sẽ cần hai cái xô nước để mà tạo ra một cái nguồn nước vô hạn cho cái hồ này luôn nha. Đó, rồi tạo một cái nguồn nước vô hạn rất là dễ đó các bạn ơi, chỉ cần làm như mình là được thôi. Đó, chúng ta sẽ tiến hành đổ cho nó đầy đủ một cái chiều cái đã. Đó, tiếp tục múc nước, rồi đổ cho nó đầy thôi. Những 39 ô nước lần đó. À 40 ô luôn chứ ha. À không, những 38 ô nước luôn các bạn ơi. Đó, mình quên. Ok, rồi tiếp tục đổ thôi. Đó, và nó đã full rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ tiến hành đổ cái mặt còn lại luôn nha. Đó, chúng ta chỉ cần làm cho nó full hai mặt thì nó sẽ có được một cái nguồn nước vô hạn cho cả một cái hồ luôn nha các bạn. Rồi, bây giờ là tới cái mặt bên này, phải hai mặt vuông góc với nhau mới được nha. Đó, ok, làm cho nó gọn luôn. Rồi, một xô ở đây nữa nè. Sắp xong rồi anh em ơi, một xíu nữa thôi. Đó, và một xô cuối cùng. Ok, mình sẽ múc lại cái nước này nha. Đó, múc lại cái nước. Rồi, để mình đi qua đây kiểm tra coi thử nó đã full nguyên một cái hồ chưa. Có vẻ nó đã full một cái hồ luôn anh em ơi. Rồi, thì bây giờ mình sẽ tiến hành lấy glowstone ra và đi xuống phía bên dưới để mà đặt nha các bạn. Đó, cho nó sáng cái đã. Chúng ta sẽ tiến hành đặt glowstone ở đây thôi. Đó, cũng như mình sẽ đặt mấy cái quả bon nè và mấy cái mấy thỏi bong bóng ở dưới đây luôn. Đó, rồi đầu tiên thì glowstone trước cái đã. Đặt 4 cục ở 4 góc trước đi. Đó, nó sẽ dễ dàng cho chúng ta hơn. Thì mỗi cục glowstone nó sẽ cách nhau ra 7 ô nha các bạn. Rồi, để chúng ta đếm lại coi. 7 ô. Ok, chỗ này. Rồi, mình sẽ cách ra tiếp 7 ô luôn nha các bạn. Đó, ở chỗ này. Rồi, bên góc bên đây là một cục nữa nè. Wow, có mấy con skeleton và zombie ở đây nè. Ghê quá vậy. À, để mình xử đẹp con này luôn nha. Mày nè con zombie nè. Và con skeleton này thì mình sẽ xử nó luôn nha các bạn. Nó chết queo luôn. Ok, để mình quay lại cái công việc đó chính là clap glowstone vào thôi. Rồi, có vẻ chỗ này là được rồi đó. Oh, và chỗ này nó hơi bị chật hẹp ha. Hai cái cục glowstone chỗ này nè. Chắc mình sẽ đặt một cục ở chỗ này nè. Và một cục sẽ ở bên đây luôn nha các bạn. Đó, chúng ta sẽ thay đổi vị trí cái đã. Ok, thì mình sẽ làm nhanh thôi. Đó, một cục ở đây. Rồi, lắp cái cục đất này lại. Và chúng ta sẽ đặt một cục còn lại ở đây luôn nha. Đó,
Ok, sau một khoảng thời gian chờ đợi thì mình đã có rất là nhiều cái túi trứng của Ithio 6 rệt cũng như là túi trứng của Silurken luôn nha các bạn. Rồi, mình sẽ đi ra ngoài này và hồi sinh ít con Silurken trước cái đã. Ồ, may quá mấy con Nautilus nó vẫn còn nè. Ồ, nó bị mất cái bảng tên ở trên đầu rồi. Ơi, không được rồi anh em ơi. Những con cá tầm và những con alligator ga thì nó vẫn còn anh em ạ. Thôi khá là đáng buồn. Thôi kệ đi. Rồi mình sẽ tiến hành hồi sinh mấy con Silurken thôi. Đây là những con cá vây tay nha các bạn. Ồ, 6 con cá vây tay luôn nha. Bọn này thì nó không ăn không uống gì nè. Chúng ta có thể đọc tiểu sự của nó được. Đó. Và đặc biệt là phải dùng cái thẻ đổi tên để mà bọn này nó không biến mất nha các bạn. Đó, đây mình có cái thẻ đổi tên sẵn rồi nè. Đó, bấm vào. 3 em. Rồi. Đâu rồi? 4 em nè. Và em này là em thứ 5 nha. 5 em. Rồi, em thứ 6 đâu rồi? À, em thứ 6 đây. Trốn ở đây hả? Em thứ 6 luôn. Đó, thế là đã đủ rồi anh em ơi. Đó, phải dùng mấy cái bảng tên để bọn này nó không biến mất. Khổ tôi chứ. Ok, để mình tiến hành đi qua bên đây cái đã. Đây, con thỏ nó cứ bơi bơi hoài nè. Qua đây mình cũng có rất là nhiều bản tên sẵn luôn rồi nè. Đó, và trứng thì rất là nhiều trứng luôn. Quá chừng trứng luôn. Kinh khủng. Rồi, ok, để mình lấy thêm mấy cái bản tên để mà đặt cho cái bọn Nautilus cái đã. Bọn này mình đã đặt bản tên rồi, nhưng mà teleport qua chỗ khác á, thì nó sẽ bị mất cái bản tên anh em ạ. Có vẻ như chỉ có Nautilus nó mới bị lỗi thôi. Mấy con Turtles, con cá tầm nè, con Alligator ga thì nó vẫn không bị mất anh em ạ. Ồ, cũng khá là may mắn. Đó, nó vẫn còn tên Fury kìa. Đó, còn những con Nautilus thì mình sẽ đặt tên mới. Mình sẽ đặt nó là Nauti thôi. Rồi, đủ chưa? Đó, 10 con là đủ rồi các bạn ạ. Còn hai cái thẻ tên còn lại thì mình sẽ tiến hành cất nó vô nha. Wow, đây chúng ta có một cái trứng của cá tầm nè. Ghê quá ta. Đem trứng cá tầm đi bán thì nó rất là giá trị luôn đó. Rồi, cái quả bom này thì mình sẽ tiến hành đặt nó dưới đây luôn nha, cho bọn này nó có thể chơi đùa được. Chính xác là nó chỉ có cái con Henodus đó, nó mới chơi đùa được thôi. Còn cái bọn này thì nó không có tương tác gì cả luôn nha các bạn. Ok, rất là xịn luôn. Đây là những em cá vây tay. Đây, Silurken. Cá vây tay nè. Nó cứ đứng nó uốn éo thôi à. Nó không chịu bơi hết ta. Trời ơi, quải chưa. Rồi, đó là xong cái bọn cá vây tay rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đi qua phía bên này. À, đi qua cái hồ bên này chứ, để mà hồi sinh bọn Ithio Soros nha. Đây, đây là hồ của Ithio Soros. Sau khi đã được trang trí. Rồi mình sẽ cho tụi nó ra thôi. Bọn này thì nó sẽ nở từ những cái túi cá nha các bạn. Đây, em đầu tiên, em thứ hai. Được 2 em rồi các bạn ơi. Rồi còn 4 em nữa thôi. Quá xịn luôn. Ôi sao nó nằm yên quá vậy ta. Em thứ ba, em thứ tư, thứ năm và em cuối cùng. Khá xịn luôn. Để mình kiểm tra coi thử bọn này nó ăn cái gì nha các bạn. Đây, bọn này nó ăn cá nè, ăn Nautilus, ăn những cái túi cá luôn. Wow, ghê quá vậy. Rồi, để mình cho bọn này nó ăn cá hết cái đã. Mình vừa đi lấy thêm cá này mà. Để mình coi. Ở đây chúng ta vẫn có một con Ichthyosaurus đực nè. Ồ, nó đã đổi sang cái màu đậm hơn rồi nè các bạn ơi. Màu nâu đen hả? Ghê quá vậy ta. Và nó đã được maximum kích thước rồi nè. Để mình coi cái độ tuổi. Là 7 anh em ạ. Độ tuổi sinh học là 7 thì nó sẽ đạt maximum kích thước nha. Sống được một con đực rồi. Để mình qua một cái con cái còn lại cái đã. Đây là một con cái anh em ơi. Đó, mình sẽ cho nó uống mấy cái lọ nước cút gà để cho nó lên kích cỡ cho nó nhanh. Đó, nó đã full rồi nè. Rồi, quá xịn luôn. Chắc mình sẽ làm luôn một cặp hai con đực và hai con cái luôn nha các bạn. Chúng ta có thể dùng mấy cái vỏ ốc rỗng này nè để mà điều khiển cái bọn Ithio 6 rệt nha. Quá xịn luôn. Vỏ ốc rỗng thì các bạn có thể giết cái bọn Nautilus á thì nó sẽ rớt ra cái vỏ này nha.
Rồi, ở đây có một con Ichthyosaurus. Đây là con cái đây em ơi. Đó. Con cái thì màu nó nhạt hơn cái con đực nè. Ok, mình sẽ cho nó lên maximum luôn nha. Rồi. Rồi, và cuối cùng chúng ta cũng đã có được hai cặp Ichthyosaurus luôn rồi nha các bạn. Đó, hai cặp đực cái luôn. Quá xịn. Ồ. Đây, chúng ta có thể cho nó ăn cá nè. Để mình dọn dẹp cái ba lô cái đã. Đó, ba lô có rất là nhiều đồ luôn. Chúng ta sẽ tiến hành dọn dẹp nó. Rồi. Khá xịn luôn. Ở gần bọn này nó thở bong bóng lên em ạ. À. Mình nghe cái tiếng nó thở bong bóng lên. Quá đã luôn. Ok. Đó. Con cái thì nhìn màu nó nhạt hơn nè. Rồi, ở đây thì mình có xây một cái đường. Xây một cái đường hầm để mà quan sát được cái bọn Ichthyosaurus ở phía bên dưới nha các bạn. Đây nó sẽ liên thông với cái bọn Plesiosaurus luôn nha. Đó, chúng ta có thể đi qua bên đây và coi được bọn Ichthyosaurus nè. Đó, khá là xịn luôn. Ghê chưa? Đó, bọn này thì nó nằm lì quá. Nó không có chịu vận động gì cả. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành đưa cho các bạn những thông tin về cái bọn Ichthyosaurus cũng như là cá vây tay Coelacanth này luôn nha các bạn. We'll be right back.
Thì đó là một vài thông tin về Ichthyo sói rệt và cá với tay Silurken. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu thấy hay đừng quên bỏ lại một like, subscribe và nhớ ấn vào cái chuông để nhận được thông báo mới nhất từ kênh của mình nha. Ngoài ra nhớ like fanpage Fury Gaming và comment ý kiến của bạn ở phía bên dưới video này nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.